Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Trần Vàng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ mở hộp một cái sản phẩm liên quan đến chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X. Thì đây là trên tay mình là một chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X. Thì cái con này trước mình có làm review rồi, thì cái này là cái sản phẩm mua ở trên Hoàng là Mobi. Và đây là cái ốp ngoài của nó là cái vỏ silicone thôi. Cái này cũng mua trên Lazada này. Trong này mình có đi kèm một số cái option, mình thứ hai mang đi các cái option này, một cái thẻ nhớ và một cái que sim. Rồi thì chúng ta quay lại với cái chủ đề hôm nay. Đây là cái chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X, và có lẽ là rất nhiều anh em khi sử dụng điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X thì sẽ thường rất là khó khăn khi chọn cái kính cường lực cho cái điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X này. Thì các bạn thấy mình đang sử dụng một chiếc điện thoại, nó một cái miếng dán nó bị hở viền đấy, các bạn nhìn thấy không? Các cái mép này nó bị hở này, đây này, và nó có một cái đường gân khá là xấu ở đây. Chỗ này thì mép này nó cũng bị hở, bên này nó hơi bị lệch này. Và để khắc phục cái tình trạng này thì mình có thể sử dụng một cái miếng dán phun màn kín viền. Thì hôm nay chúng ta sẽ review cái miếng dán đó. Rồi ok, sẽ để riêng cái điện thoại này ra. Rồi hôm nay chúng ta sẽ mở hộp một cái miếng dán cường lực cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X này. Một cái miếng dán phun màn để khắc phục các cái tình trạng bị hở như này. Thì đây trên tay mình chính là cái hộp sản phẩm kính cường lực phun màn 3D Glass cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X. Này hơi mờ, nhầm chỉ để nét cho bạn. Đây, kính cường lực phun màn 3D Glass cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X. Một cái sản phẩm từ Lazada, và cái này mình mua cũng từ khá lâu rồi, bạn nhìn nhau. Từ tháng 11 như vậy cũng gần mấy tháng rồi. Và cái giá của cái sản phẩm này thì nó rơi vào khoảng là 31.500 đồng cái miếng dán phun màn, và đến từ một cái địa chỉ shop, đó chính là một địa chỉ là shop Việt, địa chỉ là nhà 7 ngách 4 ngõ Hòa Bình, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở hộp sản phẩm này. Đây là cái bên ngoài của nó đây. Thì mình mua cái này từ được cách mạng mua sắm của Lazada cũng là rất lâu. Và bên cạnh đó mình có một cái sản phẩm nữa, cũng là một cái miếng dán màn hình cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X. Cái này thì nó rẻ hơn rất là nhiều, các bạn nhìn giá này nó chỉ có 16.000 thôi. Và đến từ một shop, đó chính là Tuấn Anh Shop, km số 7 căng tin TH80, phường Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Đó là chúng ta sẽ mở hộp hai cái sản phẩm kính cường lực cho cái điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X này. Như vậy với cái chiếc điện thoại này nó có hai phiên bản kính cường lực. Rồi ok. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái hộp này trước. Rồi. Đây chính là cái bên trong của cái hộp mà miếng dán cường lực cho điện thoại Xiaomi. Cũng khá là nhiều xốp trong này. Rồi chúng ta sẽ mở ra xem bên trong nó có gì. Ủa rồi, dài vậy. Úi giời, bọc dài kinh khủng vậy. Có vẻ như bạn này bạn khá là cẩn thận khi sợ cái này nó bị vỡ ấy. Tại vì kính cường lực này rất hay bị vận chuyển, nó rất bị vỡ. Rồi chúng ta cùng xem cái miếng dán cường lực cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X này. Thì đây có một chữ Note 4X rồi. Cái này gì? Tại vì cái điện thoại Xiaomi nó rất nhiều mã, và rất hay các trường hợp shop họ gửi nhầm cho điện thoại Note 4X. Mi 4X khác, mà Note 4X nó sẽ khác hẳn nhé. Note 4X nó sẽ có một cái số cái điểm khác nhau giữa các cái cổng cắm này. Rồi đây là trên tay cái kính cường lực 9H full màn cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X. Rồi đây mình sẽ mở ra các bạn xem. Rồi đây là bên trong của nó. Chúng ta sẽ thấy có một số 9 ở đây này. Rút ra như nào vậy? Đây. Đây. Chặt đấy. Nó lại dính ở đây đây. Đây bên trong nó sẽ có một cái miếng như này. Và đây là cái hộp của nó, xem có cái gì trong không. Hết rồi. Cái này chỉ có miếng gài như thôi. Nó chỉ có miếng gài như này. Và đây chúng ta sẽ có được hai cái miếng. Một cái miếng để tẩy vệ sinh, một cái miếng là khô, một miếng là ướt. Cái miếng này là khô là dry này. Một miếng ướt, chúng ta sẽ lau qua cái màn này bằng cái miếng ướt, sau đó sẽ lau khô bằng cái miếng dry này, và sau đó chúng ta sẽ dán này.
Và đây chính là cái miếng dán cường lực full màn cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X. Đây các bạn thể thấy đây là cái miếng dán này. Nó khá là, nhìn nó rất giống cái mặt ngoài của thằng này luôn. Đây, thì cái miếng nó sẽ như này. Full màn tức là nó sẽ kín luôn cả cái đầu này. Đó. Đấy, full màn nó sẽ ra như này. Thấy các bạn nhìn thấy không? Nhìn mình ngược cái sao? Nó phải như này chứ. Nó phải như này. Đây, nó sẽ như này. Thì nó sẽ có các cái lỗ cảm ứng biến này, đèn này. Và chỗ này cũng có một cái cảm biến nữa. Ở đây nó sẽ như này. Và đây các cái phím điều hướng thì nó sẽ là như này. Đấy. Đây là cái miếng dán để khắc phục cái tình trạng mà khi chúng ta sử dụng các cái miếng dán như này. Cái hộp này thì nó làm một cái miếng dán y hệt như này thôi, không khác gì cả. Thì mình mở cho các bạn xem. Thì trước khi mình sử dụng miếng này thì mình đã sử dụng cái miếng này, nhưng mà cái miếng này nó bị lỗi, mình đã để trong này. Và nếu mà dùng các cái kính 9H như này thì chúng ta sẽ bị cái tình trạng là hở viền như này, nó sẽ hở các cái mép như này. Thì nó rất là xấu và nó sẽ bị không khít, tình trạng thường xuyên là không bị khít với cái này. Thì cái này thì đợt trước mình mua ở cái shop này thì họ có cho một cái keo. Cái keo mình không biết nó là bột keo silicone hay sao, hình như nó là keo silicone, chính xác là keo silicone. Thì họ dán để nó dính vào cái mép như này. Mình dùng cái keo đấy thì nó khi vận chuyển đến mình thì mình bị cháy hết thì mình cũng không sử dụng được. Chứ đến nó chỉ còn cái túi ni lông thôi. Rồi mình phải mua thêm một cái miếng này và một cái miếng này nữa. Đây là cái miếng thứ hai của cái này. Tức là mình phải mua hai cái miếng như này cùng một cái shop này. Và mình mua thêm một cái miếng đây. Cái miếng này để dự phòng thôi. Cái miếng này có lẽ mình cũng chưa sử dụng đâu. Tại vì cái miếng này nó cũng chưa vỡ. Mặc dù một dùng một thời gian các bạn nhìn thấy. Nó sẽ bị hở mép như này. Và thứ hai nó sẽ bị sứt mẻ cái này. Cái này nếu các bạn để túi quần nhiều ấy thì nó rất dễ bị vỡ. Và có trường hợp, rất nhiều trường hợp sử dụng kính cường lực là sau khi điện thoại nó rơi thì kính cường lực không vỡ nhưng mà điện thoại, cái màn gương cho sau cái màn này thì nó lại vỡ. Nó một điều rất là buồn cười. Rồi. Ok, thì mình sẽ mở cho các bạn xem cái miếng ở trong này nhá. Thì cái hộp này là hộp mình sử dụng rồi nên mình cũng sẽ không làm cái clip là mở hộp đâu. Mình sẽ lấy cho các bạn xem bên trong nó phụ kiện nó có gì thôi. Cũng sẽ có rất nhiều các cái giống cái hộp này. Và đây là cái miếng cường lực của nó. Nó sẽ là như này. Đây, nó sẽ là cái miếng như này. Cho điện thoại Mi Note 4X. Thì cái này hình như trước mình có làm review. Mình chưa nhớ mình có làm chưa. Đây, thì là cái kính nó sẽ là như này. Cái kính này của mình bị nó bị dính keo nên là mình phải thay ra. Đây, nó một dạng kính nữa. Chờ một chút. Rồi như vậy đây thì mình có hai cái miếng dán cường lực cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X như này. Đây là hai cái miếng đều là 9H. Đây chỉ ra là cái vỏ hộp thôi. Còn cái miếng thì một nó ở đây. Cái miếng này thì nó ở đây. Và có cái miếng mà mình đang sử dụng là cái miếng này. Nó là kiểu cái hộp này. Thì trong cái hộp Magic Classic cái chịu lực 9H cho đây nó cũng ghi được các bạn nhìn không? Cũng cho điện thoại Redmi Note 4X 0.25mm này, kính là 2.5D thôi. Thì nó cũng có một cái hướng dẫn sử dụng như này. Rồi đây. Trong này vẫn có các cái nói chung phụ kiện của kính cường lực thì cái nào nó có một gói như này. Đây mình có mấy cái gói như này. Rồi. Và một cái này thì cũng không quan trọng lắm. Thì cái miếng này nó sẽ là như này. Đấy. Còn cái miếng túi giấy như này cũng là cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X. Thì nó sẽ có, nó sẽ dạng như này. Đây, mình bỏ cái bao ra cho bạn dễ nhìn nhá. Thì đây là một cái miếng dạng như này, các bạn nhìn xem. Nó sẽ làm cái khoen đi sát cái đường mịn tai nghe này, với cả cái phần mắt này. Còn cái dạng và cái dưới này nó sẽ bo như này. Còn cái dạng kính nữa như này thì nó sẽ ở cái vùng này thì nó sẽ làm theo kiểu khoen như này này. Đó. Cái này thì kính cường lực này nó đang bị mình cũng tháo rồi. Đây, cái này nó hơi bẩn một chút đây. Các bạn xem nó sẽ không, nó cũng cái miếng thứ hai này nó cũng sẽ không khít với cái mặt của cái điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X này. Các bạn nhìn không? Nó kìa, miếng này nó vẫn sẽ bị hở ở đây. Tuy nhiên cái miếng này thì nó khít hơn cái miếng kia một chút, tức là ở cái cạnh này nó cấn ra ngoài nhiều hơn.
miếng này thì nó bị cấn vào cái mép này khá là nhiều. Miếng này thì nó sẽ nó dài hơn một chút, nhưng mà nó vẫn bị cái tình trạng chung giống như này, là thứ nhất là bị hở cái mép này, và thứ hai là khi dán chúng ta nó sẽ bị loang các cái vết như này, loang các cái góc như này. Đây, ví dụ các cái vết loang này, bạn nhìn không, nó sẽ có các vết loang này. Đó là tình trạng khi chúng ta sử dụng cái miếng dán 2,5D. Còn khi sử dụng cái miếng dán phun viền như này thì nó sẽ khắc phục được cái tình trạng đó, và cái này nó sẽ đắt hơn. Cái này thì là đâu nhỉ, bao nhiêu tiền? Cái miếng này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm cũng rất là nhiều giá, 100.000 cũng có, 50.000, 70.000 có. Cái miếng này thì muội khá là rẻ, có 31.000 thôi, và nó cũng khá là chắc chắn. Thì khi sử dụng là chúng ta sẽ bóc cái này ra này, chúng ta sẽ lau qua cái màn này và chúng ta dập vào đấy thôi. Cái này nó sẽ khít màn luôn, khít 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 như là cậu với mợ luôn này. Ui xít rồi, đấy, nó sẽ khít như này luôn, đến tràn đến cái mép này, và sẽ không bị hở như các kính này. Còn về độ bền thì mình xin khẳng định luôn là đối với các cái miếng này thì rơi chắc chắn là vỡ, khẳng định luôn là rơi chắc chắn là vỡ. Còn cái chất lượng thì nó cũng hên xui. Mình thấy cái miếng này này, cái vỏ giấy này thì nó khá là cứng, nó dày hơn cái miếng này. Cái miếng này nó khá là mỏng. Cái miếng trong cái hộp Magic Glass này thì nó lại khá là mỏng. Rồi, đó là một chút cái chia sẻ của mình về các loại kính cường lực dán màn hình cho điện thoại Xiaomi Redmi Note X. Nó cũng khá nhiều các cái version, tuy nhiên nó chỉ có hai loại thôi. Một loại là 2,5D như này và không phun viền. Một cái loại nữa thì là phun viền như này. Đây, cái này thì phun viền này, thì cái này nó sẽ đắt hơn, nó rơi khoảng 31.000. Còn miếng này thì nó rơi khoảng 15-20.000 ở trên Lazada. Rồi, ok, là thế clip hay ý nghĩa thì các bạn nhớ like, sau đó bộ kênh và chờ đón các video tiếp theo, các sản phẩm giá rẻ từ Lazada hoặc là các cái chia sẻ về thủ thuật kinh nghiệm sử dụng khi để sử dụng điện thoại Xiaomi Redmi Note 4X. Ok, xin chào và gặp lại trong video tiếp theo. Xin cảm ơn rất là nhiều.